Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc cho các bạn luôn luôn bình an, vui khỏe và hạnh phúc. Hôm nay tôi lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một thông tin nóng nhất vừa cập nhật. Cảnh sát đã bắt được hung thủ đâm trọng thương tài xế xe gas. Và sự việc như thế nào thì sau đây tôi kính mời các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe chi tiết. Thưa các bạn, trong những ngày vừa rồi, trên cả nước rất là bức xúc và dư luận rất là phẫn nộ trước là bọn cướp đã là côn đồ ác tâm ra tay đâm một người chạy xe gas, tức là người là chạy xe ôm công nghệ cao, trọng thương rất là nhiều nhát đâm, và may mắn anh ta đã qua cơn nguy kịch. Và hôm nay tôi cập nhật được một thông tin nóng nhất gửi tới quý vị và các bạn, đó là đã bắt được là hung thủ ra tay là đâm người tài xế chạy xe gas này. Thưa các bạn, thì công an điều tra và cảnh sát đã bắt giữ được hai tên tội phạm này. Do cần tiền để chơi game và tiêu xài, Diêu mua một con dao gấp tại là cổng bến xe Mỹ Đình, rồi bàn bạc thống nhất với là Vĩ đi cướp xe ôm. Và sau đó cả hai là thuê xe ôm gác chở đến chỗ vắng, rồi đâm nạn nhân là 6 nhát cướp tài sản. Ngày 25 tháng 7, thông tin từ phòng cảnh sát hình sự là PC02 công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng, gồm là Giàng là Xeo Diêu, sinh năm là 2002, quê là xã là Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, về hành vi cướp tài sản, và Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1997, quê là xã Hòa Thanh, huyện là Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, để điều tra về hành vi là không tố giác tội phạm. Qua điều tra bước đầu xác định Giàng Xeo Diêu chính là đối tượng đã dùng dao đâm gục nam tài xế xe gas là anh là NVQ, sinh năm 1984, quê tỉnh Yên Bái, tên là Đê Đuống, xã là Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thì những video này thì trước kia mấy ngày kia tôi cũng đã gửi tới là quý vị và các bạn là tình tiết về sự việc là anh ta bị đâm, và sau đó thì anh ta được một là cô gái là rất dũng cảm là đưa anh ta là đi bệnh viện cấp cứu, và cô ta cũng bỏ tiền túi và gom góp thêm bạn bè người thân để là hỗ trợ là cho là anh chàng chạy xe gas này, tài xế chạy xe gas này. Và cô ta là được cộng đồng mạng trên cả nước cũng là rất là hoan nghênh về việc làm là nghĩa hiệp của cô ta. Thì tiếp tục là qua điều tra bước đầu là xác định là Giàng Xeo Diêu này chính là đối tượng là dùng dao đó là đâm anh tài xế là xe gas bị trọng thương. Và tại cơ quan điều tra thì Diêu khai nhận đã cùng đồng phạm là Lưu là Ngọc Vĩ, sinh năm là 2003, quê xã Thuận Thành, huyện là Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, gây ra vụ cướp tài sản của là anh Quy vào là khoảng 2 giờ sáng ngày 19 tháng 7 tại địa bàn là huyện Gia Lâm. Và theo đó là Diêu và Lưu Ngọc Vĩ sống lang thang tại là khu vực bến xe Mỹ Đình. Do cần tiền để chơi game và tiêu xài, Diêu mua một con dao gấp tại cổng bến xe Mỹ Đình rồi bàn bạc thống nhất với Vĩ để đi cướp xe ôm. Và khoảng 0 giờ 30 ngày 19 tháng 7 tại khu vực đường Tôn Thất Thuyết, Diêu và Vĩ thuê là anh Quy sinh năm 1984 là quê ở Yên Bái chở đến khu vực là cầu là Phù Đổng, Gia Lâm với giá là 250.000 đồng. Anh Quy đồng ý và điều khiển xe máy là biển kiểm soát là 29T1 37112 chở Diêu và Vĩ di chuyển theo hướng đường Phạm Hùng về cầu là Thanh Trì. Khi đến khu vực là Đền Đô, Vĩ và Diêu yêu cầu là anh Quy trở về Đê Dương Hà để là gặp bạn. Cả ba người là tiếp tục di chuyển đến đoạn đường Đê Sông Lúa, xã là Yên Viên, huyện Gia Lâm. Thấy vắng người, Diêu yêu cầu là anh Quy dừng xe. Lúc này Vĩ dùng hai tay ôm anh Quy,
còn là Diêu rút dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào vùng bụng và ngực nạn nhân. Đúng là quá tàn nhẫn. Cái vụ án này là theo tôi thì đề nghị là bên là cảnh sát điều tra và tòa án xử thật nặng, nếu mà không may, đó là may mắn là nạn nhân thoát, chứ không nó đâm 6 nhát này, nếu nạn nhân chết đi rồi thì làm sao? Thật là tàn ác. Đó. Gây án xong là Vĩ lấy ví, còn là Diêu lấy xe là máy bỏ chạy về là hướng đi Bắc, hướng đi Bắc Giang. Theo đường là 1A cũ. Về phần nạn nhân là Quy, sau khi bị cướp đã may mắn được người dân phát hiện kịp thời và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện đã là qua cơn nguy kịch, thì phòng PC02 đang tiếp tục truy bắt là Lưu Ngọc Vĩ để phục vụ là công tác điều tra, làm rõ vụ đâm trọng thương là tài xế gác để là cướp tài sản. Thì trong vụ án này là có 3 người chứ không phải 2, tức là thằng Vĩ này và thằng Diêu là đi trên xe, còn có một người nữa. Đó là đã bắt được 2. Đó, đến gặp là gặp 3 đối tượng đó các bạn ạ. Và liên quan đến tình hình sức khỏe của là anh Quy thì chị Nguyễn Thị Phượng, vợ của anh Quy là cho biết chồng chị đã tỉnh táo nhưng do vết thương còn đau nên chưa nói chuyện được. Hiện anh vẫn đang là được điều trị tại bệnh viện này Hữu Nghị là Việt Đức. Được biết anh Quy là trụ cột chính trong gia đình, mỗi tháng anh này chi tiêu tiết kiệm để gửi tiền về cho vợ nuôi 2 con ăn học, một đứa con lớp 8 và một đứa lớp 9. Trước kia là anh Quy làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh hơn một năm nay. Hơn một năm trước là anh Quy đi mua lại chiếc xe quay là biển kiểm soát 29T1371-12 xuống Hà Nội làm lái xe công nghệ cao cho là cái hãng gác. Thì đúng thật là may mắn. Vậy là đã bắt được là những hung thủ đã đâm là anh chạy xe ôm công nghệ cao này, và tên hung thủ đâm là Diệu là bị bắt rồi, còn là một tên Vĩ thì đang còn là tiếp tục để điều tra và truy bắt một tên nữa. Thì đây là một cái vụ án mà trong những ngày qua trên cả nước rất nhiều người là hướng tới cái vụ án này và cũng cầu cho là anh chàng xe gác này có hoàn cảnh quá khó khăn đặc biệt, vậy mà trời thương anh cũng đã là vượt qua được và anh là cũng đã tỉnh táo rồi, chỉ cần là dưỡng bệnh nữa là anh trở lại là bình thường. Đó, thì cũng chúc cho là anh thật là làm tai qua nạn khỏi để về mà cũng lo phụ giúp vợ con để lao động. Và tôi cùng đến đây thì xin tạm dừng lại video, thì chúc cho quý vị và các bạn luôn luôn bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và tôi cũng rất cảm ơn các bạn là luôn luôn là đóng góp ý kiến, là ủng hộ theo dõi kênh của Minh Hải Miền Đông. Tôi cố gắng là cập nhật những thông tin nóng nhất để gửi tới quý vị và các bạn là sau những giờ là làm công việc mệt nhọc, để thư giãn, biết thêm về tin tức trong nước cũng như trên thế giới. Xin chào và tạm biệt.